Thiên đường ca cảnh xin giới thiệu đến các bạn cái máy đảo Canet. Cái ngăn lọc này của mình kích thước là 80 x 40 x 40, nó đảo rất là mạnh. Ở đây cái máy mình đang sử dụng là máy BA100 65W, nó thổi 100 lít trên phút. Bây giờ mình sẽ tắt máy cho các bạn xem cái cách thiết kế đường ống của mình nè. Đây, mình đi ống nhựa 21 và mình khoan lỗ cách nhau tầm 1 xăng là mình 1-2 xăng là mình làm một lỗ, cứ thế. Full hồ luôn. Ở đây mình xài tầm 2 kg canet. Bây giờ mình sẽ bật điện lại cho các bạn xem cho nó đảo nè. Mọi chi tiết các bạn liên hệ số điện thoại 0988347508 hoặc truy cập website thienduongcacanh.com để xem thêm về chi tiết của sản phẩm. Các bạn nên liên hệ số điện thoại để được tư vấn chọn máy và cách thiết kế phù hợp để đảo canet nhé. Thân ái chào các bạn.